trong khi ở một số địa phương, việc giải phóng mặt bằng thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn gặp khó khăn, trong đó có nguyên nhân do người dân chưa đồng thuận với các chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước. Thì tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, thời gian qua, giải quyết rất tốt vấn đề này, tạo tiền đề thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư. Sớm công khai quy hoạch khi các dự án đến đầu tư tại trụ sở xã, các nhà văn hóa thôn để người dân đến xem, nắm bắt được và bàn thảo là một trong những giải pháp tuyên truyền của xã. Qua đó, giúp người dân hiểu đồng thuận trong việc chia sẻ những khó khăn để hỗ trợ nhà đầu tư. Bên cạnh đó là việc xã thôn phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư bàn cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc nếu phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy mà từ năm 2016 đến năm 2019, tại hai thôn Tử Dương và Tử Đông đã có 8 nhà đầu tư vào thuê đất với diện tích gần 30 hectare và đều gặp thuận lợi. Chúng tôi cũng có vướng mất 6-7 hộ là người ta cũng chưa chấp thuận ngay. Thế thì sau khi đền bù của cái đợt 1 xong thì còn những hộ còn lại thì chúng tôi là đi trực tiếp từng gia đình, chúng tôi tuyên truyền vận động người ta là thôi tạo điều kiện để cho công ty là để thu hồi để cho nó gọn thì công ty mới giải phóng được cái diện tích này, thì công ty mới làm nhà xưởng được, thì dần dần thì dân cũng hiểu, một số hộ hiểu vào cũng người ta là chấp nhận. Phối hợp với doanh nghiệp họp dân để xin ý kiến đánh giá tác động về dự án. Sau khi đánh giá tác động về dự án xong thì coi như là các cấp có thẩm quyền là công khai minh bạch từ cái giá đất đền bù của ủy ban tỉnh này, rồi hỗ trợ là giải quyết việc làm này, hỗ trợ đào tạo nghề, rồi hỗ trợ gạo cho các khẩu. Đến nay, xã Lý Thường Kiệt có 12 dự án công nghiệp dịch vụ đầu tư vào địa bàn với diện tích khoảng 35 ha, trong đó 80% là những dự án mới từ năm 2014 trở lại đây. Khi có đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng chạy qua, thời điểm mà một số dự án tại các huyện phía Bắc của tỉnh gặp khó khăn khi có số ít người dân chưa đồng ý với các phương án hỗ trợ bồi thường giá đất nông nghiệp, khiến cho nhà đầu tư mất cơ hội sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tại xã Lý Thường Kiệt, khi nhà đầu tư cùng với chính quyền và người dân vào cuộc thì công tác giải phóng mặt bằng lúc đầu tưởng là khó nhưng sau đó lại thuận lợi. Có một số hộ có ý kiến, xong là ý kiến về cái việc giải phóng mặt bằng như thế nào cho nó bồi thường hỗ trợ làm sao cho nó phù hợp. Thế thì ban lãnh đạo công ty cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương cũng trực tiếp xuống để gặp bà con. Việc giải phóng rồi là hỗ trợ thì mình sẽ công khai, họp toàn dân và chính quyền xã rồi toàn dân cùng họp, mình sẽ công khai tất cả tài chính để bà con cùng nắm được, tất cả mọi người đều nắm được và thống nhất được cái cách làm việc và quan điểm. Được biết, xã Lý Thường Kiệt là một trong những địa bàn trọng điểm để tỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp sạch Lý Thường Kiệt với diện tích hàng trăm hecta. Như vậy, đất trồng lúa của xã sẽ còn rất ít. Chính vì vậy mà công tác giải phóng mặt bằng để các hộ dân đồng thuận nhường đất canh tác cho nhà đầu tư là rất quan trọng. Hy vọng những giải pháp hiệu quả trong thời gian qua của chính quyền xã, sự vào cuộc tích cực của đội ngũ lãnh đạo thôn và các đoàn thể sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.